Hey yo, welcome to my channel. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với câu đố đen tối phần 2 mọi người nhé. Và phòng bếp đang bị dò nước và đã được sửa chữa. Sẽ lấy khẩu súng này. Súng này sẽ là một khẩu súng bắn táo mọi người nhá. Như ở phần trước có tôi đã gần dùng rồi đấy. Chúng ta sẽ lấy một vài quả táo đi. Bây giờ thì đi vào nhà. Chúng ta sẽ đi tìm cái kim để có thể phá hỏng đường dây vừa nãy. Đây. Ông là số của chúng ta đâu? Không có đây à? Chúng ta sẽ phải nhanh lên một chút bởi vì có thời gian đấy. Nước đã chảy rồi nhá. Giờ thì chúng ta sẽ mở cái tủ lạnh ra này. Thì đã đau ăn. Và giờ thì rời khỏi đây nhá. Cô ông xóm. Cho cơ sở các bạn. Cho ông luôn đấy. Chúng ta đến với phần tiếp theo nhá. Hình như là bò đã hết thức ăn rồi. Chúng ta sẽ Peter thu nhận một chút thức ăn cho bò nhá. À, trên chỗ mẹ đây có một bó rơm nữa này. Mình sẽ lên đây để nhặt bó rơm này. Thì chỗ Peter cũng có kìa, Peter sao lại chơi bên mái nhà này. Xuống Peter xuống đây nha. Không có gì. Đây chúng ta cũng phải phân bò. Phải phân bò luôn. Đây chúng ta sẽ đi tặng ông hàng xóm nha. Gió đã bị úp mặt vào bãi một bãi phân bò mọi người ạ. Chúng ta đến với phần tiếp theo nhá. Wow, ông số đang lái một chiếc máy rất là lớn. À, ông ta đã làm xong một nơi để đứng máy bay. Thì trong video này chúng ta sẽ tìm cách để phá hỏng nơi đỗ máy bay của ông số nhé. Khẩu súng này chúng ta sẽ thu nhặt một vài quả táo. Ừ.
Mọi người cùng tôi phá hoại một chút nhé. Có lẽ ông sống sẽ không biết mình ở đây đâu. Dễ thương, thật là ngoan ngoãn. Mà trước tiên chúng ta phải đi tìm chìa khóa của cái máy kia. Ồ, đây rồi, mình nhận bắn vào chìa khóa nhé. Bây giờ có xăng và có chìa khóa rồi, chúng ta sẽ phá hỏng với độ máy bay đó nhé. Mọi người xem video của mình, nếu thấy hay thì hãy ủng hộ mình một like. Nếu ai chưa đăng ký thì cho mình xin một đăng ký để có thể được làm những video tiếp theo. Mọi người nhớ để lại bình luận dưới video để mình có thể biết và cải thiện lối chơi của mình hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Và em Hoàng Sáu đã tức giận. Video của mình hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Mong mọi người sẽ ủng hộ mình trong những video tiếp theo.